bác và quý vị thân mến, trả lời vlog Thắng miền Tây. Thì hôm trước mình có đi bắt ốc và mình làm cái gì, món gì. Thì hôm nay thì mời quý vị và cô bác trong mùa dịch Covid này, trong cách ly thì chỉ thị 16 của chính phủ thì không có được ra đường. Mình tận dụng mình ở quê mình bắt ốc làm những món gì. Thì tùy theo nói ốc thì nhiều, ở đây cũng nhiều cái món ăn tùy theo thích của mọi người. Quý vị thì mình bóp gỏi cũng được, hoặc là xào lăng cũng được, hoặc là kho chả ớt cũng rất ngon. Thì hôm nay mời quý vị cùng Thắng miền Tây để xem Thắng miền Tây đi bắt ốc chế biến những món ăn gì. Thì mời cô bác cùng mình để theo dõi trong mùa dịch Covid-19 này nhé. Hôm nay mình có chế một món gỏi thật là ngon luôn quý vị. Thì gỏi thì không có cái gì mà khó, ăn thua mình khẩu vị của mỗi người, và ai thích cái gì thì trộn gỏi như thế đó. Thì mình ở đây thì mình cũng có một món, đó là cây chuối đó quý vị, cây chuối con mình sắc ra, và có một ít rau thơm. Đây sẽ mình lễ ốc, mình sẽ bóp gỏi vô đây. Thì có một buổi ăn ở quê rất xịn soạn nè quý vị, rất ngon, mà mang đậm chất là đồng quê luôn. Đây là quý vị, đây là cây chuối cây nha, cây chuối cây mình sắc ra đây quý vị. Rồi nó có ăn kèm với một món nữa là không thể thiếu là cơm mẻ. Đây quý vị, mình chấm với cơm mẻ và trộn ốc vô đó, mình bóp gỏi mình ăn với cơm mẻ là cũng được một món là trong mùa Covid này cũng là rất ngon, à rất quý rồi quý vị. Thì ở đồng quê chỉ có bao nhiêu thôi, thì ốc nhiều chế biến nhiều cái khẩu vị khác nhau. Ai muốn ăn xào lăng xào, ai muốn ăn xả ớt thì ăn, hoặc là mình thích bóp gỏi quý vị mình đổi món. Vậy là có cái món ăn mình sinh sống qua ngày trong mùa Covid này quý vị. Đây mình sẽ đi ra lễ ốc và cách trộn gỏi như thế nào thì tí nữa mời cô bác anh chị cùng mình để tìm hiểu thêm nhé. Đây cái này là cây chuối cây thôi quý vị, chuối gì cũng được, chuối già cũng được và chuối sim cũng được, mà chuối già nó ăn hơi chát quý vị, thì chuối sim nó ngon hơn đó. Mình sắc như vậy rồi có chút rau thơm với một chút cơm mẻ, vậy là mình có cái món ăn thật là thú vị ở miền quê của mình. Đây ốc, ốc đây quý vị, ốc mình đã đi bắt đó, đi bắt về cái mình chế biến vậy đó quý vị. Thì mình lễ ra thôi. Đây ốc này là cũng gọi là ốc Pháp thôi quý vị, thì không phải là ốc bu. Ốc bu người ta nuôi mới có thôi, bây giờ không có ốc bu đâu quý vị, hiếm lắm, rất hiếm. Đây mình gắt lễ ra rồi quý vị. Cái này là cái mình luộc thôi, cái này mình luộc mình tính ăn mà mình không ăn, mình lễ mình bóp gỏi luôn. Đây quý vị, thịt ốc nè, cái này hai loại ốc, cái này ốc ốc quắn và ốc bu vàng á nha quý vị, chứ không phải ốc bu đen. Đây cái này ốc quắn thì nó ngon hơn mà nó cũng rất hiếm. Tí nữa sẽ trộn gỏi cho quý vị xem nhé, cách trộn gỏi ốc bu vàng như thế nào. Thì hôm nay mình làm hai món nha quý vị. Món cái kia thì làm một món xào xả ớt, còn cái này là ốc trộn gỏi. Đây làm hai món luôn quý vị. Đây cái xào xả ớt thì mình ăn được lâu, một bữa hai bữa, còn cái này mình ăn phải ăn liền nó mới ngon. Còn ai có khẩu vị ăn ớt nữa thì mình sắc ớt vài trái để lên rồi mình trộn đều lên, trộn đều lên với mình chấm cái cơm mẻ này nè. Đó thấy không quý vị, nó dễ lắm. Đây là gỏi ốc miền Tây. Đây mình sẽ sắc ớt vài trái mình để lên mặt nè quý vị, rồi mình trộn đều lên sẽ nó thành một món gỏi là đặc biệt ở miền Tây mình nè. Còn cái kia chút nữa kho chả ớt chín sẽ mình review cho các bạn xem nhé. Đây còn nhiêu sẽ mình xào xả ớt thôi quý vị. Đây nó cũng được cũng khá khá, là món là dễ ăn nhất. Còn cá tép bây giờ có tiền cũng chưa chắc mua được đâu quý vị, đâu có ai bán buôn gì nữa đâu mà mua. Thì ở quê mình tận dụng cái này, mình sống trong mùa dịch Covid-19 chỉ thị 16 của chính phủ thôi, thì chỉ có ra đồng được thôi chứ cái nó đi đâu được đâu quý vị.
Đây cái món là ăn kèm với nó là phải có cơm mẻ vậy mới ngon quý vị, còn nước mắm chua đồ ăn không bằng cơm mẻ này đâu. Đây nó vừa ăn vừa mau tiêu nữa, nó không có sợ ấy. Đây, nó không sợ đau bụng bao gì hết. Mình phải phải rửa một nước nữa các bạn, lễ ra rồi rửa một nước nữa. Đây mình lễ xong xuôi rồi mình rửa nước nước sôi một nước nữa đó các bạn, cho nó sạch thì không ăn sợ, không có sợ tào tháo ngược gì hết. Đây quý vị, đây cái món này kho sả ớt không thiếu thể được là sả với ớt, bởi vì hai tiếng sả ớt là các bạn cũng biết rồi, rất dễ làm mà rất rất bổ dưỡng và rất ngon trong mùa Covid này ở quê, dễ sống là chỗ đó đó quý vị. Thì sả ớt thì chủ yếu là có hai món chủ đạo đó là sả với ớt thôi. Bây giờ đang tiến hành sắt để tí nữa sẽ làm cái món xào sả ớt để ăn cơm nguội, cơm nóng gì cũng ngon hết trong mùa dịch này quý vị. Thật ra món này cũng rất dễ làm và không tốn kém gì nhiều, chỉ có một cây chuối cây và rau thơm chút đỉnh thôi các quý vị, không có để muối mắm bột ngọt gì hết trơn, thành ra không có tốn cái gì hết. Còn cái này thì dùng với nước chấm là cơm mẻ thôi, thì mình chia sẻ với bà con cô bác ở vùng quê mình dễ sống như là vậy. Trong mùa Covid này thì không có tiền cũng vẫn sống được, có chỉ có không có tốn cái gì hết trơn các quý vị, thì có tốn cơm mẻ mình nuôi thôi, chứ còn cái này là không có để mắm muối bột ngọt gì vô thêm hết nha, để chấm cái đó ăn. Cái này mình trộn đều lên thì mình sẽ dùng thôi. Thì cũng mời cô bác anh chị em dòm thấy cái video này, cũng mình mời cô bác anh chị em dùng với mình cái món gỏi ốc đồng quê của mình nhé. Đây quý vị, và tí nữa mình sẽ làm một món nữa là xào sả ớt. Đây quý vị, cái sả và ớt đã bầm xong, tùy theo khẩu vị của mỗi người ăn cay hoặc không cay, nếu mà cay thì để ớt nhiều, không cay thì để ớt ít thôi nha quý vị. Đó, mà ăn món ốc xào sả ớt này là không có ớt nhiều thì nó không ngon. Cái này ăn cơm nguội, cơm nóng gì đều ngon hết quý vị. Đây tiếp tục mình bầm tỏi thôi, bắt đầu mình đổ mỡ vô cái chảo cho nó nóng, thì mình xào tỏi này cho nó thơm vô, thì đổ ốc vô xào qua xào lại, là đổ với ớt với sả này, thì xào qua xào lại thôi để cho khô nước thì nó sẽ chín và ngon thôi quý vị. Rất đơn giản thôi, cái món này ai cũng biết làm mà. Để bắt đầu đổ tỏi vô xào thôi quý vị. Nãy mình cũng làm cho nó đen, để đường đó quý vị, cho nó đen để cho nó ra màu á. Đây cho nó thơm rồi bắt đầu sẽ đổ ốc vô thôi. Cái này cũng rất dễ làm và rất ngon. Ăn trong mùa này thì cái món này thì đậm chất miền Tây luôn quý vị. Đây vậy đó là xong, chỉ có mình nêm nếm bột ngọt cà no hoặc là cái gì đó vừa miệng mình ăn, đó là thành phẩm một món ốc xào sả ớt rất ngon rất thơm. Đây nước mắm đây quý vị, thêm nước mắm chút, bột ngọt chút hoặc là cà no đường đâu đó thì cho khẩu vị, cho mình vừa ăn là xong một món ăn đậm chất miền quê trong mùa Covid-19 này. Đây quý vị, rất dễ làm, ai cũng biết làm mà, ai ở quê cũng đều biết làm hết quý vị. Để thêm một muỗng bột ngọt. Cái này thì nó tốn hơn cái gỏi. Cái này phải dùng bột ngọt, đường, mỡ hoặc là dầu ăn cũng được. Đó, cái này phải tốn. Còn cái gỏi thì khỏi tốn nhiều. Đây cà no. Đó, ngon từ thịt, ngọt từ xương gì đó quý vị, cái này mình để ít thôi. Nó cũng có một vị mặn nha quý vị. Ăn nhiều quá bột ngọt là cũng không nên. Cái này đường. Đó. Rồi bắt đầu mình xào qua xào lại, cái mình chế nước vô hoặc là để cho nó khô vậy đó quý vị. Cho nó khô là nó sẽ có một món là xào sả ớt. Rất ngon và rất bổ dưỡng. Đây quý vị, bốc mùi vậy nè quý vị. Mời bà con cô bác dùng với mình nhé. Đây, ở đồng quê chỉ có vậy thôi quý vị, là ngon rồi, không cần cao lương mỹ vị. Bây giờ có tiền cũng không biết mua ở đâu đâu quý vị ơi, đóng cửa hết rồi. Hồi đó là
ấp nào cách ly theo ấp đó, xã nào cách ly theo xã đó, bây giờ là cách ly toàn nhà luôn, toàn người luôn đó. Giữ gìn đi, giữ gìn sức khỏe cho mình cho nó an toàn quý vị, đừng có lơ là quá, cũng đừng chủ quan quá, cũng không nên ra đường thì phải khẩu trang, thậm chí mình để trong cốp xe mình có nước cồn rửa tay luôn quý vị, mình kỹ tới cỡ đó đó, mà bây giờ không có đi đâu được, nhớ chú kỹ quá trời luôn, đi không được quý vị, không biết chú lúc này sống ra sao nữa. Thì món xào sả ớt cũng đã xong. Thì mời cô chú anh chị em nào có xem video này thì mình mời thưởng thức với mình món ốc xào sả ớt với mình cho vui. Và trong mùa dịch này nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Chúc cả nhà cũng gặp nhiều may mắn trong công việc, mà gặp nhiều may mắn và sức khỏe nha, tràn đầy hạnh phúc nha. Thì có nhiều thôi, bữa nay mình chia sẻ cho cô chú anh chị em để biết trong mùa dịch ở dưới quê mình sống như thế nào. Thì món gỏi này cũng đã xong. Thì cuối video cũng chúc cả nhà nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống trong mùa dịch bệnh này. Thì cũng mình cũng khuyến cáo là anh em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, ra ngoài đường phải có khẩu trang và đừng nên chống đối với các anh đã giữ chốt nha quý vị. Đây thì cuối lời thì chúc cả nhà như vậy. Hẹn video tiếp theo của mình trong nhịp tới để mình làm clip trong mùa dịch này cho quý vị xem ở quê mình cách sống như thế nào trong mùa dịch. Thì xin chào và hẹn lại video tiếp theo của mình. Cái này ai muốn ăn lẩu phộng thì gắt lên thì nó rất ngon luôn vậy. Thôi bây giờ trong mùa dịch này mình cũng tiết kiệm phần nào đi, mình ăn đơn sơ vậy thôi. Thì xin chào mọi người.